có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Perth, nước mắm Hoàng Gia đang được bán sỉ và lẻ tại hệ thống siêu thị MCQ. Xin hân hạnh giới thiệu đậu hũ Kim Sa do người Việt làm chủ, chuyên cung cấp tất cả các loại đậu hũ truyền thống. Đặc biệt Kim Sa còn có đậu hũ hành và đậu hũ xả ớt có thể mua về ăn ngay. Ngoài ra Kim Sa cũng có cả sữa đậu nành nguyên chất. Đậu hũ Kim Sa được làm từ nguyên liệu organic 100% và hiện đã có mặt tại các shop thực phẩm Á Châu ở Kapramata, Pensau và Kali Heights. Nhân dịp khai trương, Kim Sa sẽ có quà tặng cho những ai mua hơn 10kg, bao gồm cả giao hàng miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0423 000 666. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng tại Úc. Mặc dù Úc Châu là một quốc gia giàu có, nhưng số người nghèo lại liên tục gia tăng trong những năm vừa qua. Trong lĩnh vực gia cư, tình trạng người Úc lớn tuổi sinh sống tại những căn nhà lớn được xác định là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng khan hiếm nhà cửa. Do đó, chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị, đề nghị những người lớn tuổi có thể đổi sang căn nhà nhỏ hơn với nhiều tài trợ từ chính phủ. Trong lĩnh vực y tế, WHO vừa tuyên bố loại vaccine thứ nhì chống bệnh sốt rét với chi phí rẻ hơn rất nhiều so với loại vaccine trước đây. Và đây được coi là thành công của các khoa học gia. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023 của Việt Face TV. Đầu tiên là tin đời sống xã hội. Khoảng cách giàu nghèo ở Úc ngày càng gia tăng đáng báo động. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, mặc dù Úc Châu là một quốc gia giàu có và đã phát triển, thế nhưng khoảng cách giàu nghèo vẫn đang gia tăng một cách đáng báo động, trong đó những người có thu nhập thấp phải chịu gánh nặng nhiều nhất. Nghiên cứu này cho thấy, tài sản trung bình của 20% những người có thu nhập cao nhất tăng gần gấp 4 lần so với những người có thu nhập thấp nhất. Giáo sư khoa học Carla Cello, làm việc tại trường đại học New South Wales, cho rằng khoảng cách giàu nghèo ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Có nhiều bằng chứng cho thấy các xã hội bình đẳng hơn sẽ có một cuộc sống tốt hơn liên quan đến những điều thực sự quan trọng như sức khỏe tâm thần, tuổi thọ, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, kể cả tình trạng béo phì tại các trường học. Vấn đề bất bình đẳng cũng rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Nó kiềm hãm tăng trưởng kinh tế. Khi sự giàu có và quyền lực tập trung vào tay một số ít, có thể làm suy yếu niềm tin vào chính phủ và sự ổn định xã hội chính trị. Cũng tin đời sống xã hội, Đại học New South Wales công bố phúc trình cho thấy tài sản của những người giàu nhất nước Úc đã tăng hơn 80% trong 20 năm. Tổ chức đối tác nghèo đói và bất bình đẳng gọi tắt là PIP thuộc trường Đại học New South Wales đã đưa ra một phúc trình cho thấy từ năm 2003 đến năm 2022, có 5% và 20% người giàu nhất đã tăng tài sản của họ, lần lượt là 86% và 82%. Con số này được so sánh với 20% những người có lợi tức trung bình với mức tăng 61% tài sản và 20% có mức thu nhập thấp nhất chỉ tăng 20%. Nghiên cứu cũng cho thấy sự chênh lệch được thúc đẩy phần lớn do lương hưu, tăng 155% do đầu tư bất động sản tiết kiệm bắt buộc. Bà Cassandra Goldie, giám đốc điều hành của Hội đồng Dịch vụ Xã hội ACOS cho biết, sự giàu có càng tạo ra giàu có. Và đó là thực tế và đây không chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên, vì các chính sách đã được thực thi trong 20 năm qua, trong thời kỳ có sự giàu có bùng nổ, và Úc là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, trong 20 năm qua,
nước Úc cho phép việc viện trợ lợi tức nếu người dân thất nghiệp, và việc trợ giúp này là thấp nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Đồng thời, chính phủ Úc cũng đã thực hiện cắt và giảm thuế đầy ưu đãi cho những người đầu tư bất động sản, đặc biệt là các khoản hưu bổng. Tiếp tục đời sống xã hội, báo cáo bất bình đẳng xác nhận những trợ giúp của chính phủ trong đại dịch đã giúp cải thiện tình hình. Báo cáo bất bình đẳng ở Úc năm 2023 cho thấy phản ứng kịp thời của chính phủ đối với đại dịch COVID-19 đã làm giảm tình trạng bất bình đẳng thu nhập, nhưng chỉ là tạm thời. Bà Kansra Chelo từ ACOS nói rằng, mặc dù chênh lệch thu nhập vẫn tương đối ổn định, song bất bình đẳng giàu nghèo vẫn tăng lên theo thời gian. Bà cho rằng chính phủ nên đưa ra các kế hoạch cụ thể để giảm sự chênh lệch. Các khoản trợ giúp trong thời kỳ COVID-19 đã giúp 500.000 người thoát nghèo. Tuy nhiên, khi chính phủ rút lại các khoản trợ giúp đó, thì tỷ lệ nghèo đói và bất an trở lại mức trước đại dịch và đã tạo ra sự bất bình đẳng. Và thực trạng này có thể làm gia tăng sự chia rẽ giữa các thế hệ, những người có nguồn gốc khác nhau và các nhóm xã hội. Tuy nhiên, bà Chelo tin rằng tình hình có thể được giải quyết thông qua chương trình nhà ở giá cả phải chăng và hệ thống thuế cùng lương hưu công bằng hơn. Nói tóm lại, nghèo đói là điều có thể khắc phục, chỉ cần có các chính sách đúng đắn. Các tổ chức từ thiện hiện đang kêu gọi chính phủ phản ứng khẩn cấp. Giám đốc điều hành của Mission Australia, bà Sharon Callister cho biết, những gì diễn ra trong thời kỳ COVID-19 là một cơ hội bị bỏ lỡ để giúp tăng thu nhập cho các hộ gia đình nghèo và giảm nguy cơ vô gia cư. Còn giám đốc điều hành của Liên minh Nghiên cứu Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên, bà Penny Deakin, cho rằng trẻ em sinh ra trong các gia đình có thu nhập thấp sẽ chịu tác động của tình trạng nghèo đói. Chúng có nhiều khả năng bị thất nghiệp, phạm tội và lặp lại những gì cha mẹ chúng đã trải qua. Bà Penny Deakin cho rằng điều quan trọng đối với các chính sách của chính phủ là tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, thay vì làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giàu nghèo. Việc trợ giúp tài chính cho các gia đình này là một bước thực sự quan trọng cần được xem xét. Tin đời sống đắt đỏ, người Úc về hưu được kêu gọi bán nhà để giải quyết khủng hoảng nhà ở. Một trong những nhà kinh tế hàng đầu tại Úc cho biết, những người về hưu ở Úc sinh sống trong những ngôi nhà có nhiều phòng ngủ hơn mức họ cần, hiện đang góp phần vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại Úc. Trước bối cảnh này, các chuyên gia kêu gọi người cao tuổi nên giảm bớt diện tích để dành nhiều không gian hơn cho những người khác có nhu cầu. Với việc quốc gia này nằm trong số những quốc gia tồi tệ nhất trên toàn cầu về khả năng chi trả nhà ở và tỷ lệ nhà trống, các chuyên gia từ lâu đã phải suy nghĩ kỹ về những cách họ có thể giải quyết vấn đề ngày càng gia tăng. Một báo cáo gần đây tiết lộ, số lượng bất động sản có sẵn cho thuê trên toàn quốc đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2023. Khủng hoảng nhà ở tại Úc đạt mức chưa từng thấy, theo dữ liệu từ công ty PropTrack. Tỷ lệ nhà trống cho thuê đã giảm 0,14% trong tháng 8, xuống mức thấp chưa từng có là 1,1%, với tỷ lệ cho thuê miễn phí hiện thấp hơn 54% so với tỷ lệ trước đại dịch. Nhà kinh tế Michael Bliss cho biết, giải pháp này không phải là dễ dàng, nhưng cần phải sớm đưa ra những quyết định cứng rắn trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nó phức tạp và chúng ta cần làm nó dễ dàng hơn. Ở Úc, theo truyền thống, người cao tuổi có tỷ lệ sở hữu nhà rất cao và mặc dù đại đa số cho biết họ thích già đi tại chỗ, nghĩa là họ muốn ở trong nhà riêng hoặc cộng đồng của mình. Theo dữ liệu của Ủy ban Năng suất, nhiều người cũng đã thừa nhận nhà của họ quá lớn so với nhu cầu của họ. Theo nghiên cứu năm 2016, cứ 4 người cao tuổi trên 65 tuổi thì có một người cho biết họ sống ở nhà riêng một mình. Ông Bliss cho biết, một vấn đề ngăn cản những người Úc lớn tuổi thực sự muốn thu hẹp quy mô là quá trình kéo dài và những khó khăn trong việc giải phóng vốn chủ sở hữu. Một cách giải quyết vấn đề này có thể là chương trình đóng góp giảm quy mô cho phép bất kỳ ai trên 55 tuổi có thể gửi $300.000 từ việc bán nhà vào tài khoản hưu bổng của họ. Ông Bliss cho biết, đây là một trong những bí mật tiềm ẩn của việc thu hẹp quy mô do các quỹ siêu lợi nhuận tạo ra. Kế đến là tin khoa học đời sống. Khoa học gia Úc đã phát triển thành công cảm biến điện tử siêu nhỏ. Các khoa học gia tại Úc mới đây đã phát triển một phiên bản cảm biến điện tử có kích thước siêu nhỏ và hoạt động với độ nhạy cao.
Đây được coi là một phát minh hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng ứng dụng ở quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Communications số ra ngày 3 tháng 10 vừa qua. Trong một nghiên cứu trên quy mô toàn quốc, các nhà nghiên cứu từ Viện Đại học Curtin cùng Viện Đại học Công nghệ Sydney, Đại học James Cook và Đại học Newcastle đã phát triển một thiết bị có kích thước nhỏ hơn khoảng 500.000 lần so với đường kính của một sợi tóc. Tiến sĩ Danim Dawish tại Đại học Curtin cho biết, loại linh kiện điện tử này nhạy hơn và nhỏ hơn, giúp chuyển đổi lực hoặc áp suất thành tín hiệu điện và có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Theo ông Dawish, do kích thước và bản chất hóa học của nó, loại thiết bị mới này sẽ mở ra cơ hội ứng dụng hoàn toàn mới cho các cảm biến hóa học và sinh học, cơ chế tương tác giữa người và máy móc hay trong các thiết bị theo dõi sức khỏe. Cũng tin liên quan đến người lớn, chương trình hướng dẫn người cao tuổi tránh lừa đảo qua mạng. Các buổi tư vấn, đào tạo người cao tuổi đang được tiến hành ở Úc với hy vọng có thể giúp họ tránh không trở thành nạn nhân của những đối tượng lừa đảo. Với một số người từng là nạn nhân, điều khó khăn nhất với họ là xác định những yếu tố cho thấy hoạt động nào là lừa đảo. Ông Larry Pionilla, người về hưu ở thành phố Adelaide, suýt bị lừa đảo trên mạng khi ông mở laptop ra và thấy có gì đó khác, không quen thuộc, nên ông đã vội đóng ngay máy lại. Và việc làm này đã giúp ông không trở thành nạn nhân của các băng đảng tội phạm chuyên lừa đảo trên mạng. Ông Pionilla đang tham gia nhóm những người cao tuổi được hướng dẫn để phát hiện những đối tượng lừa đảo trên mạng. Chương trình huấn luyện cho các học viên về những chiêu lừa đảo chính thường được sử dụng trên mạng. Chương trình do một ngân hàng phối hợp với một câu lạc bộ đá bóng. Năm 2022, cư dân Úc đã bị đánh cắp 3 tỷ 100 triệu đô la bởi các đối tượng lừa đảo cướp của các nạn nhân theo Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng ACCC. Ông Nick May thuộc ngân hàng Beyond Bank cho biết, chúng tôi nhận thấy nhiều người bị lừa đảo qua mạng trong thời gian gần đây, nên chúng tôi muốn huấn luyện cho các khách hàng và cộng đồng về những loại lừa đảo đang có hiện nay, cách họ có thể bảo vệ mình. Cuối cùng là tin sức khỏe đời sống. Vaccine chống sốt rét mang tính đột phá là bước ngoặt của y tế toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép cho một loại vaccine chống sốt rét mới có tên là R21. Do các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford phát triển là loại vaccine thứ hai được tạo ra. WHO cho biết, mặc dù vaccine trước đây cũng có hiệu quả, nhưng loại mới có thể được sản xuất ở quy mô lớn hơn và rẻ tiền hơn nhiều. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có nhiều người được tiếp cận loại vaccine mới này. Trên toàn cầu, hơn 240 triệu ca sốt rét xảy ra mỗi năm. Chẳng hạn như trong năm 2021 đã có 247 triệu ca, và trong số này 619.000 trường hợp đã tử vong. Trong số những cái chết đó, 77% nạn nhân là trẻ em dưới 5 tuổi. Thế nhưng đối với các khu vực đang chiến đấu với căn bệnh sốt rét do mũi lây truyền, một tia hy vọng khác đã xuất hiện với việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho phép một loại vaccine mới để ngăn ngừa căn bệnh này, với tên gọi là R21. Tổng Giám đốc của WHO Tiến sĩ Tedros nói rằng, nó đánh dấu một bước ngoặt trong việc ngăn ngừa căn bệnh này. WHO cho biết, trong khi vaccine trước đó cũng có hiệu quả, thì vaccine R21 này có thể được sản xuất ở quy mô lớn hơn nhiều và sẽ cung cấp cho các quốc gia một lựa chọn rẻ hơn, với giá thị trường chỉ từ 2 đô la đến 4 đô la Mỹ Kim một liều vaccine mà thôi. Cũng theo WHO, thì với giá thành thấp, nên để các quốc gia đã đạt được thỏa thuận để sản xuất hơn 100 triệu liều vaccine R21 mỗi năm. Và các chuyên gia nói rằng nó có thể xoay chuyển tình trạng thế giới đối với căn bệnh chết người này. Ít nhất 28 quốc gia ở châu Phi có kế hoạch sử dụng vaccine R21 này như một phần của chương trình tiêm chủng quốc gia của họ. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.